Phản ứng của nhạc hậu Việt khi bị gọi nhầm tên, Lương Thủy Liêm chỉ biết cười sượng trưng. Lương Thủy Liêm! Sai rồi em ơi, sai! Mày ẩu rồi đó bạn! Hoa hậu mà! Kim Duyên giật mình còn hơn gặp yêu quái khi bị kêu là hoa hậu. Trên sân khấu sẽ xuất hiện của hoa hậu Kim Duyên. Ố, là sao má? Ủa là sao trời? Lương Thùy Linh. Cụ thể, tại họp báo của thi Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã bị MC đọc sai danh hiệu. Tại sự kiện Miss World Việt Nam 2019, thái dáng trong đầm xuyên thấu được đính kết, bắt mắt, chi tiết sẽ tà cao giúp nàng hậu khoe triệt để đôi chân 1m22. Đáng chú ý, trong lúc đứng chờ gọi tên để bước vào check-in thảm đỏ, người đẹp 10X đã bị MC gọi sai danh hiệu, từ Hoa hậu thành Á hậu. Trong một show diễn thời trang trước đó, cô cũng bị MC đọc nhầm tên, từ Lương Thùy Linh thành Lương Mỹ Linh. Giờ đang đứng kết màn trên sàn runway, người đẹp gốc Cao Bằng và hai nàng hậu chỉ biết nở nụ cười rạng rỡ. Kim Duyên, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 Kim Duyên cũng từng lâm vào tình huống tương tự. Cụ thể, khi chuẩn bị bước ra thảm đỏ, MC giới thiệu cô là Hoa hậu Kim Duyên. Mỹ nhân gốc Cần Thơ ngay lập tức giật mình nhẹ và đứng lại, đợi MC đọc đúng danh hiệu mới di chuyển ra sân khấu. Hành động tinh tế của cô nhận được sự tán dương từ cộng đồng fan sắc đẹp. Theo đó, người hâm mộ đánh giá cao sự khéo léo khi gặp tình huống bất ngờ của Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Nhiều người cho rằng nhờ cách ứng xử thông minh, nàng hậu gốc Cần Thơ tránh được ý kiến trái chiều từ những khán giả khó tính, đồng thời bảo vệ được mối quan hệ với Hoa hậu Khánh Vân. Hờ Henie, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Hờ Henie từng được khen có cách xử lý thông minh khi bị một nhà sản xuất gọi sai tên trong video đăng tải trên mạng xã hội. Theo đó, người này nói talent hôm nay là cái hoa hậu gì, cái gì đó niên Hờ Hen, Henie gì đó không nhớ. Dưới độ viral của clip này, Hờ Henie đã lên tiếng nhằm không để mọi chuyện đi quá xa. Sau đó, Hoa hậu Hờ Henie lập tức có phản hồi trên trang cá nhân. Người đẹp rất khéo léo và tinh tế khi chia sẻ, tên em khó gọi thật, xin lỗi nha, nhưng sau này chỉ cần gọi em là Hen được rồi ạ. Đồng thời, người đẹp cũng chụp lại màn hình sau khi bình luận phía dưới bài chia sẻ của nhà sản xuất nam khi nhắc đến mình. Dạ em chào anh, gọi khó thật anh ạ, để em viết cho anh dễ đọc ạ. Hờ Henie mà gọi em là Hen như anh em trong set chụp gọi là được rồi anh ạ. Minh Tú. Tại Hoa hậu Thể thao Việt Nam, siêu mẫu Minh Tú trong vai trò mentor cũng bị MC đọc tên của mentor Thúy Vân trong khi mình đang bước ra sân khấu. Nhận thấy sự cố, người đẹp nhanh chóng xoay người vào trong, làm động tác giơ tay đón chào Á hậu Thúy Vân. Điều này cho thấy siêu mẫu quốc tế đã có một pha nhảy số rất nhanh và thông minh. Nhiều người cho rằng cách xử lý này rất chuyên nghiệp và cũng có một phần trình làng vui nhộn. Sau chương trình, Minh Tú đã có màn chất vấn với MC của chương trình là Á hậu Thùy Dung rằng theo như kịch bản và lúc tập dượt của em thì thứ tự các mentor ra thế nào. Thúy Vân xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong đêm chung kết Hoa hậu áo dài năm 2016, Thúy Vân cùng Lan Khuê và Lệ Quyên được mời lên sân khấu để giao lưu cùng khán giả trên sóng trực tiếp. Trong lúc giao lưu, MC Việt Hà đã đặt ra những câu hỏi cho các người đẹp thì đến lượt Thúy Vân, nữ MC bất ngờ gọi nhầm một loạt thành Hoa khôi Lan Khuê, Á khôi Lan Khuê, Á hậu Lan Khuê, khiến cho người xem cảm thấy khó hiểu và khó chịu. Trước tình huống khó xử trên sóng trực tiếp, mỹ nhân sinh năm 1993 vẫn khá bình tĩnh và tiếp tục trả lời lưu loát những câu hỏi được đặt ra, khiến cho khán giả tại trường quay lẫn truyền hình thích thú và dành nhiều lời khen cho cô. Sở hữu vẻ đẹp chỉnh chu từ gương mặt, sắc vóc đến gu thời trang, nhạc hậu Việt mỗi khi xuất hiện đều trở thành tâm điểm bàn luận. Trong một vài sự kiện, các nàng hậu gặp sự cố bị gọi nhầm tên và danh hiệu. Tại đây, dàn mỹ nhân gây chú ý bởi biểu cảm giật mình nhưng vẫn bình tĩnh và tỏa sáng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.